Sáng ngày 6 tháng 9, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa phân bổ hóa chất, vật tư, bảo hộ cho các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc được thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa đã phân bổ và cấp phát hơn 16.300 lít hóa chất sát trùng, 2.790 chiếc khẩu trang, 2.790 đôi găng tay cao su, 2.790 bộ quần áo bảo hộ và 2.790 đôi ủng cao su cao cổ cho các địa phương để tiến hành vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường. Việc thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường được thực hiện tại các chợ buôn bán giết mổ, tập kết, thu gom gia súc gia cầm sống và sản phẩm động vật. Các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, các sản phẩm động vật nhập lậu bị thu giữ, khu vực biên giới, khu vực chăn nuôi hộ gia đình, nơi công cộng nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là bệnh dại, dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng. Trong đợt này lại có bão số 3 nên sau mưa bão, các địa phương sẽ tổ chức thực hiện vệ sinh chuồng trại môi trường quanh chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi. Định kỳ một tuần phun 1-2 lần tẩy uế chuồng trại và khu vực xung quanh bằng các chất sát trùng theo quy định và theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đối với cái việc mà kinh phí hỗ trợ và các cái vật tư hóa chất để cung cấp phân bổ cho các địa phương thì trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, nếu mà chưa đủ cái nguồn của tỉnh hỗ trợ thì Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động để thực hiện cái tháng tiêu độc khử trùng làm sao cho đạt hiệu quả nhất. Kính đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn quan tâm đến công tác tiêu độc khử trùng khi mà tạnh mưa, nước rút, làm sạch chuồng trại, tiêu diệt các mầm bệnh ở ngoài môi trường và đảm bảo sức khỏe vật nuôi. Trong thời điểm mưa bão, môi trường chăn nuôi bị ảnh hưởng, do đó để ngăn ngừa dịch bệnh gia súc gia cầm, các địa phương hộ dân cần thực hiện nghiêm tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường theo đúng hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y và sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh để bảo vệ đàn vật nuôi an toàn trước dịch bệnh.